Nè nè, tiểu mạng. Sếp Lôi, buông ra. Sếp Lôi xin lỗi nha. Tôi là tiểu mạng, chúng tôi còn nhỏ thiếu hiểu biết. Anh thông cảm, mong anh thông cảm cho. Nhạc, dừng cho tôi. Tôi mà cô cũng không quen. Còn cậu nữa, ngày nào tôi cũng cho cậu tiền boa mà. Hôm nay tôi nhất định phải dẫn tiểu mạng đi. Nhìn cái gì, hết chuyện rồi, đi theo tôi. Đi. Nè, làm gì vậy? Phó Tổng Giám đốc Bất Động Sản Phi Đằng Lôi Lực Hành, một tuần trước công ty của anh cạnh tranh một lô đất bên khu đông, cũng nhờ một mình vợ của anh chống đỡ. Anh có ngày hôm nay đều do vợ của mình tạo dựng nên. Anh làm việc áp lực nhiều, đi chơi cũng có thể thông cảm được. Nhưng đừng chơi quá chứ. Tôi nói cũng muốn tốt cho anh thôi. Uống sai rồi bị đánh không mất mặt, đứng lên đi ra ngoài cũng vẫn là đàn ông. Tôi thì không phải loại người thấy chuyện bất bình chẳng tha. Anh hiểu ý của tôi chứ, Sếp Lôi? Đi thôi. Đi. Đi thôi. Đánh hay lắm, làm tốt lắm. Nè, đứng lên đi. Cảm ơn chị, cảm ơn chị, cảm ơn. Được rồi, đưa cô ấy về đi. Xong chuyện rồi, không sao đâu. Mọi người chơi tiếp đi. Chuyện gì vậy? Đánh lộn hả? Ai vậy? Tới hồi nào? Mới tới, đập bể chai bia luôn rồi kìa. Lại ngôi Nguyên. Anh Nguyên, chúng tôi hẹn anh tới đó. Anh là ai? Đi thôi. Em này hồi nãy đập cái chai nghe dữ dội lắm nha. Tôi đứng từ đằng xa đã nghe thấy rồi, ầm ầm luôn đó. Tiếc là tôi không thấy được đoạn đặc sắc nhất. Nè anh em, chúng ta đều là người trong giới. Anh dẫn tôi tới đây là có ý gì đây? Ở cái xứ Hải Nguyên này anh biết đó, hắc đạo, bạch đạo, đại ca các nơi đều là anh em thân thiết của tôi hết. Anh muốn cái gì đây? Chúng tôi gặp chút rắc rối, muốn nhờ anh giúp đỡ. Ờ, giúp đỡ hả? Vậy thì không thể giúp được. Biết quy tắc không? Tất nhiên là biết. Anh ra giá đi. Con người tôi ra giá cũng phải tùy chuyện. Anh nói trước đi, chuyện gì? Chúng tôi từ bên Nam qua tới, muốn hỏi thăm anh, trên địa bàn Hải Nguyên này có ai giữ một chiếc xe hàng bên Nam qua tới hay không? Bọn họ còn bắt cả người nữa. Chuyện này tôi có nghe nói rồi. Anh tìm tôi là để chuyển lời cho đại ca mấy anh. Chuyển lời. Cô em này chúng ta có duyên đó, cho 1.000 tệ là được. Không thành vấn đề. Chỉ nói một câu thôi chứ gì. Nói đi. Tôi là Giang Thụy. Ông ta giữ xe giữ người của tôi, còn không thèm ra gặp mặt tôi. Tôi hơi giận đó. Cô em, cô nói vậy là mang tính uy hiếp rồi đó nha. Vậy phải thêm 500 nữa. Cô là Giang Thụy, không biết tại sao lại kiếm chuyện với anh em của tôi như vậy. Anh em của anh nhận tiền mà không làm việc, tôi còn không nói được sao? Cô nói ở trên địa bàn Hải Nguyên này, cô có muốn đập chết một con kiến thì cũng phải đánh tiếng với tôi trước. Được thôi, vậy để tôi nói trước.
Lão Hắc giữ người giữ xe của tôi. Trong tay tôi có hàng của ông ta. Vậy giao dịch với nhau luôn là xong chuyện rồi. Tôi nhờ lại Ngôi Nguyên đi hỏi thăm, sẵn tiện chuyển lời. Cái này không sai chứ? Anh ta nhận tiền mà không làm việc, bây giờ không cho tôi hỏi nữa sao? Cô như vậy coi là hỏi à? Hả? Xém chút nữa ra tay đánh tôi rồi. Anh có biết xấu hổ không? Có biết quy tắc không? Đại ca của tao còn ngồi ở đây nè. Có dở thì nói lại coi. Muốn đánh phải không? Đi về nói với Lão Hắc, kêu ông ta mau trả lại xe cho tôi. Còn không thì Hải Nguyên này đừng hòng được yên ổn. Nhớ đó, tôi là chị Thụy. Tao cho mày chết. Dừng tay. Lương Lão Đại, cậu đang định phá quán của tôi đó hả? Chị Tam, không dám. Các anh em đi. Xin lỗi nha, để hai vị phải sợ rồi. Hai vị, đây là bà chủ của chúng tôi. Gọi tôi chị Tam được rồi. Hôm nay cảm ơn chị Tam. Không có gì. Tôi chỉ thấy ngứa mắt mấy thằng đàn ông ăn hiếp phụ nữ. Nhưng mà sao hai người lại chọc vào bọn họ vậy? Tôi là Giang Thụy. Đây là Lý Quy. Chào chị Tam. Chào cậu. Chúng tôi từ bên năm qua qua đây giúp một người chị em bàn công chuyện với Lão Hắc, nhưng mà ông ta vẫn không chịu lộ mặt, còn gây ra vụ lùm xùm ngày hôm nay. Tôi cũng không thân với Lão Hắc, có thể là không giúp được hai người. Nhưng nếu muốn giao dịch với bọn họ, hai người phải cẩn thận đó. Cảm ơn chị Tam đã nhắc nhở. Có muốn đổi qua phòng khác chơi thêm chút nữa không? À, không cần đâu. Hôm nay chúng tôi còn công chuyện. Đây là địa bàn của chị, phá tan tành như vậy đúng là thật có lỗi. Bữa nào chúng tôi sẽ tới xin lỗi đàng hoàng. Tôi đi trước đây. Được. Điều tra rõ ràng rồi. Số hàng đó đúng thật đang ở trong tay cô ta. Lão Hắc này muốn giật hàng của chúng ta. Hắn cũng gan quá rồi đó. Vậy bây giờ chúng ta cướp lại hàng đi. Không cần vội, cứ chờ thêm đã. Anh Hắc, nói thật lòng, tôi bị đánh cũng không sao. Nhưng đánh tôi thì có khác gì đánh anh đâu. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn làm ăn gì được nữa. Vấn đề là anh mất mặt đó. Kế khích tướng cũng là do tôi dạy cậu đúng không? Nè, qua đây, tôi coi thử. Coi kìa, cậu đánh mắt mới có một bên thôi à? Tôi cho cậu biết đây là lần cuối. Cứ chơi mấy trò con nít đó, cậu không làm nên chuyện lớn đâu. Chỉ thêm mất mặt thôi. Anh Hắc, nhưng hai đứa con nít đó dám tới Hải Nguyên này kiếm chuyện với tôi. Được lắm. Đi, kêu các anh em tới đây cho tôi. Dạ.
Cô là Giang Thụy, không biết tại sao lại kiếm chuyện với anh em của tôi như vậy. Anh em của anh nhận tiền mà không làm việc, tôi còn không nói được sao? Cô nói ở trên địa bàn Hải Nguyên này, cô có muốn đập chết một con kiến thì cũng phải đánh tiếng với tôi trước. Được thôi, vậy để tôi nói trước. Lão Hắc giữ người giữ xe của tôi, trong tay tôi có hàng của ông ta, vậy giao dịch với nhau luôn là xong chuyện rồi. Tôi nhờ lại Ngô Nguyên đi hỏi thăm, sẵn tiện chuyển lời. Cái này không sai chứ? Anh ta nhận tiền mà không làm việc, bây giờ không cho tôi hỏi nữa sao? Cô như vậy coi là hỏi à? Hả? Xém chút nữa ra tay đánh tôi rồi. Anh có biết xấu hổ không? Có biết quy tắc không? Đại ca của tao còn ngồi ở đây nè, có dở thì nói lại coi. Muốn đánh phải không? Đi về nói với lão Hắc, kêu ông ta mau trả lại xe cho tôi. Còn không thì Hải Nguyên này đừng hòng được yên ổn. Nhớ đó, tôi là chị Thụy. Tao cho mày chết, dừng tay. Lương lão đại, cậu đang định phá quán của tôi đó hả? Chị Tam, không dám. Các anh em đi. Xin lỗi nha, để hai vị phải sợ rồi. Hai vị, đây là bà chủ của chúng tôi, gọi tôi chị Tam được rồi. Hôm nay cảm ơn chị Tam. Không có gì, tôi chỉ thấy ngứa mắt mấy thằng đàn ông ăn hiếp phụ nữ. Nhưng mà sao hai người lại chọc vào bọn họ vậy? Tôi là Giang Thụy, đây là Lý Quy. Chào chị Tam. Chào cậu. Chúng tôi từ bên năm qua qua đây giúp một người chị em bàn công chuyện với lão Hắc, nhưng mà ông ta vẫn không chịu lộ mặt, còn gây ra vụ lùm xùm ngày hôm nay. Tôi cũng không thân với lão Hắc, có thể là không giúp được hai người. Nhưng nếu muốn giao dịch với bọn họ, hai người phải cẩn thận đó. Cảm ơn chị Tam đã nhắc nhở. Có muốn đổi qua phòng khác chơi thêm chút nữa không? À, không cần đâu. Hôm nay chúng tôi còn công chuyện. Đây là địa bàn của chị, phá tan tành như vậy đúng là thật có lỗi. Bữa nào chúng tôi sẽ tới xin lỗi đàng hoàng. Tôi đi trước đây. Được. Điều tra rõ ràng rồi. Số hàng đó đúng thật đang ở trong tay cô ta. Lão Hắc này muốn giật hàng của chúng ta. Hắn cũng gan quá rồi đó. Vậy bây giờ chúng ta cướp lại hàng đi. Không cần vội, cứ chờ thêm đã. Anh Hắc, nói thật lòng, tôi bị đánh cũng không sao. Nhưng đánh tôi thì có khác gì đánh anh đâu. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì còn làm ăn gì được nữa. Vấn đề là anh mất mặt đó. Kế khích tướng cũng là do tôi dạy cậu đúng không? Nè, qua đây, tôi coi thử. Coi kìa, cậu đánh mắt mới có một bên thôi à? Tôi cho cậu biết đây là lần cuối. Cứ chơi mấy trò con nít đó, cậu không làm nên chuyện lớn đâu. Chỉ thêm mất mặt thôi. Anh Hắc, nhưng hai đứa con nít đó dám tới Hải Nguyên này kiếm chuyện với tôi. Được lắm. Đi, kêu các anh em tới đây cho tôi. Dạ.
Lại là hai người nữa à? Cô em, bạn trai hả? Sao nhìn xoàng quá vậy? Cô xinh đẹp như vậy, sao lại chọn một thằng mặt chuột làm bạn trai chứ? Anh gọi cho tôi đó hả? Con nhỏ Triệu Vivi đó đâu? Cô ta không dám tới. Hàng ở trong tay tôi. Chuyện này tôi thay cô ta lo liệu. Cô lấy gì mà lo liệu? Hỏi thử anh em của anh xem tôi lấy cái gì rồi. Can đảm lắm. Đại ca, không biết xưng hô sao đây? Đây là anh Hắc của Hải Nguyên, đại ca của tôi. Đây là chị Thủy của Hoa Nam, chị đại của tôi. Ôi trời, chị Thủy. Chú em à, gọi bạn gái là chị đại hả? Nè, chị Thủy, cô chỉ vì một chiếc xe nát đánh người anh em này mặt mày bầm tím. Còn chú em này cứ như là mới đi hàng sửa mũi về vậy đó. Cô cũng ác quá. Đánh vậy là nhẹ quá rồi. Được, chuyện này hai chúng ta cho qua. Tôi biết xe hàng ở đâu. Hay là vậy đi, hôm nay hai chúng ta cược thêm một ván. Anh em của anh nói không giữ lời. Đại ca như anh nói, dựa vào đâu tôi tin anh? Cô nghĩ bây giờ hai người đang ở đâu? Các người có lựa chọn sao? Cược gì? Chúng ta cũng chơi trò quyết đấu một chọi một, hoặc anh chết hoặc tôi sống. Dư không? Nè, nếu như tôi thua, tôi sẽ đem xe và người trả lại cho cô. Nè, nếu như cô thua thì sao hả? Anh nói sao thì làm vậy đi. Được, nữ hảo hán. Vậy đi, tôi không cần gì cả. Tôi chỉ cần vali trên tay bạn trai cô. Nè, ai lên trước? Cô nghỉ một lát đi, tôi lên. Cả lên cho tôi. Lên. Lấy vali đó qua cho tôi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đại ca, đại ca, gớm kìa. Rút mau, rút lui. Cảnh sát đây, đứng im. Đứng im. Cảnh sát đây. Giơ tay lên. Cậu nhảy trước, cậu nhảy xuống đi. Mau lên. Đại ca, tới anh. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.
Nguy hiểm quá. Suýt chút nữa Hải Dung bị chúng bắn lén rồi. Cũng may cảnh sát Hải Nguyên tới kịp lúc. Lão Hắc quá nham hiểm. Sếp, Hải Dung bị cảnh sát Hải Nguyên bắt đi rồi. Lớn chuyện rồi. Mặc kệ, càng lớn chuyện càng tốt. Đi. Rút. Đi đâu? Hải Dung bị cảnh sát Hải Nguyên bắt đi rồi. Bây giờ vali mật mã cũng rơi vào tay của thành phố Hải Nguyên. Đi giải thích thôi. Nè, xem cái này đi. Được, cảm ơn. Cái này của hai người, cầm lấy. Tiếp theo tôi nhấn mạnh với hai người, theo quy định bảo lãnh chờ thẩm tra, chưa được phép không được rời khỏi thành phố này. Thứ hai, lúc gửi tin cho anh chị buộc phải tới đúng giờ. Thứ ba, không được dùng bất cứ hình thức gì làm phiền người làm chứng. Nghe rõ chưa? Rõ rồi. Hiểu rồi. Bây giờ đi lấy đồ cá nhân của anh chị đi. Cảm ơn. Được. Khu cấm. Được. Cảm ơn. Được rồi, không có gì, về đi. Làm phiền rồi. Đi thôi. Tôi nói rõ ràng trước, nếu để tôi biết được ông là một bọn dế cớm, tôi xử ông đó. Ở đây nói chuyện không tiện, bên đó có người đợi cô. Đi thôi. Cô Giang chịu khổ rồi. Sao ông tới đây? Là chị Tam kêu tôi tới đón hai vị. Chị Tam kêu hai người tới khách sạn trước, tắm rửa, thay bộ đồ, sau đó mời hai vị đi ăn. Hay lắm. Có thể tắm xả xui. Được. Mời lên xe. Làm tốt lắm. Mời Mã Gia. Alo, Lão Lưu. Hải Dung ra rồi. Hải Dung có liên lạc với cậu không? Không liên lạc. Cô ấy trực tiếp lên chiếc BMW. Biển số Tô Vi 0333 và đi rồi. Tôi không thể đuổi theo. Theo là lộ tẩy. Anh Hắc, anh đoán thử xem, Giang Thụy được bảo lãnh ra rồi. Ai bảo lãnh ra? Chị Tam. Lại là cô ta. Có chắc không? Chắc chắn. Tô Vi 0333 chính là xe của chị Tam. Tại sao chị Tam lại dính tới cô ta? Thật ra con nhóc đó có lai lịch gì? Mặc kệ có lai lịch gì, lấy được hàng trong tay cô ta rồi tính. Tránh để lâu thêm rắc rối. Đi. Chào chị Tam. Đây là chỗ của mình, cứ tự nhiên. Chị Tam, đã sắp xếp xong, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Chị Tam, thật ra chị làm nghề gì? Mua bán nhỏ thôi. Chị mà còn mua bán nhỏ, vậy nhà chúng tôi là bán hàng rong rồi. Anh mà mua bán gì? Còn hai người, chúng tôi chỉ là chân sai vặt kiếm chút tiền thôi. Ăn đi. Chị Tam, chị giúp tôi hai lần, tôi nợ chị hai ân tình.
Cho nên có bất cứ chuyện gì cần tới Giang Thụy, chị cứ mở lời. Có tình có nghĩa, tôi rất thích. Không có tình, chỉ có thể nhờ nghĩa. Sao cô chọc giận lão Hắc vậy? Vì chữ nghĩa, nhận lời Triệu Vi Vi thì phải làm cho tốt. Nhưng theo tôi biết, lão Hắc không phải là người trọng chữ nghĩa. Cô giao dịch với hắn thì phải cẩn thận một chút. Chị nói đúng đó, lão Hắc quả là rất mưu mô. Giao dịch mấy lần cũng không được, giao dịch với lão Hắc mấy lần cũng không được, còn phải bày mưu tính kế. Có thể thấy món hàng giao dịch không bình thường. Đương nhiên rồi. Không sao đâu, không nói được thì đừng nói. Thật ra cũng không có gì là không thể nói. Là 8 ký methamphetamine. Em gái ngốc, đây là chuyện phải mất đầu đó. Làm cũng đã làm rồi, không thể dứt ra được. Rất giống với tôi hồi còn trẻ, dám nghĩ dám làm, không màng hậu quả, đúng không? Có điều không thể động vào món hàng trong tay cô, sẽ xảy ra chuyện lớn. Chị Tam, thật ra tôi muốn nhờ chị giúp. Chị là người có máu mặt trong vùng, tôi muốn nhờ chị hẹn lão Hắc giúp tôi giao dịch lần cuối. Một tay giao xe, một tay giao hàng. Nếu không, chúng tôi cứ đấu như vậy cũng không phải là cách giải quyết. Tôi không can dự chuyện giữa các người. Có điều tôi có thể bố trí giao dịch này. Mau ăn đi. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Đã tra rõ rồi sếp, là chị Tam bảo lãnh Hải Dung. Được rồi, cảm ơn. Tra chị Tam, rõ. Có rồi. Chị Tam, tên thật là Triệu Ái Trân, 36 tuổi, người khu Hải Nam, thành phố Hải Nguyên. Không có tiền án tiền sự. Không tiền án. Vậy thì đúng là kỳ lạ nha. Chị Tam này là một truyền kỳ. Trước đây buôn bán kinh doanh, vận chuyển ở cảng, được gọi là vua thuyền địa phương. Sau đó mê cờ bạc, một đêm thua sạch sành sanh. Sau đó nữa thì giật dậy sự nghiệp. Bây giờ cô ta giữ chức gì? Tổng giám đốc hộp đêm Thiên Phương, còn mở mấy nhà hàng cao cấp nữa. Tổng giám đốc hộp đêm. Vậy tại sao cô ta muốn tiếp cận Hạ Hải Dung? Hay là có liên quan lô hàng đó? Nếu lô hàng đó thật sự là của chị Tam, người này đúng là quá thận trọng. Đã vậy còn không lộ mặt. Yên tâm, không thấy hàng người ta không lộ mặt đâu. Sếp Lưu, anh có cảm thấy hàng thật có thể không? Hỏi cấp trên. Chị Tam, giờ hỏi được lai lịch của Giang Thụy rồi. Nhóc con này trước đây là một lưu manh, tính ương ngạnh, ngày thường rất trọng nghĩa khí, đối nhân xử thế không tệ. Lúc đi tham gia tiệc ma túy của Sử Bưu, suýt chút nữa bị tên Sử Bưu đó và một thiếu gia xử lý. Cô ta nhất thời nóng giận, chỉ điểm cả ổ đó. Bản thân cũng bị bắt vào trại cai nghiện. Trong thời gian ở trại cai nghiện, cô ta ở cùng phòng với Triệu Vi Vi. Vũ tình đi giết Triệu Vi Vi,
là chính con nhóc này đã ra tay ngăn cản. Tôi còn có vài vấn đề muốn hỏi ý cô. Anh nói đi. Vấn đề thứ nhất, chị có tin Giang Thụy không? Vấn đề thứ hai, nếu lão Hắc muốn nuốt chửng số hàng đó thì tính sao? Yên tâm, hắn không nuốt được đâu. Được, vậy thì vấn đề thứ ba, nếu như Giang Thụy là cảnh sát, vậy cứ để lão Hắc gánh tội vì sự tham lam của hắn. Chúng ta cứ đứng bên cạnh xem tuồng hay đi. Sau khi tổ chức nghiên cứu quyết định đồng ý để các cậu lấy hàng thật giao dịch, nhưng các cậu phải bảo đảm một khi xảy ra chuyện lập tức hủy hàng, không thể để tuồn ra xã hội. Rõ rồi. Còn nữa, nhất định bảo đảm an toàn cho Hải Dung. Được, rõ rồi. Tất cả chú ý, tất cả chú ý. Chuẩn bị hành động mọi lúc. Trà Nguyên Ương, Trà Nguyên Ương, em yêu anh, anh yêu em. Một đôi Nguyên Ương trẻ. Bội phục, bội phục. Đừng nhiều lời nữa. Xe đâu? Kiểm hàng trước đã. Chuẩn bị hành động. Nói thật cho cô biết, tôi lấy hàng, tôi không định đưa xe cho cô. Nhóc con, to gan đó, dám cầm súng chỉ vào đầu tôi. Tôi lăn lộn giang hồ trong nhiều năm nay chưa từng thấy đó. Thì hôm nay sẽ thấy. Nói thật cho anh biết, Giang Thụy tôi dám tới, đã không muốn sống sót trở về rồi. Anh muốn thử hàng chứ gì? Cho anh. Khốn kiếp, tao cho mày khỏi trở về luôn. Lên, dừng tay. Chị Tam, sao cô ta nhúng tay vào? Xem ra có tuồng hay rồi. Tất cả bỏ súng xuống. Ơ kìa, là chị Tam hả? Lão Hắc, sao anh lại đối xử với người của tôi như vậy chứ? Cô ta thành người của cô từ khi nào? Từ nay trở đi, Giang Thụy là người của tôi. Nhưng cô ta hủy hàng của tôi. Hàng đó không liên quan tới anh. Xe đâu? Tôi hỏi anh lần cuối. Xe đâu?
3 giờ chiều ngày mai, đầu cầu Liễu Hà. Thả. Thả. Thả, thả. Các nhóm chú ý, các nhóm chú ý, thực hiện kế hoạch B. Chị Tam, sao dừng xe lại vậy? Thói quen của tài xế, kiểm tra trên đường, cẩn thận đi đường xa. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chị Tam đúng là bản lĩnh. Một người phụ nữ muốn kiếm ăn trong xã hội này vốn đã khó. Muốn làm cho ra dáng một chút trong đám đàn ông, vậy là khó càng thêm khó. Chị Tam có được như hôm nay chắc chắn là cỗ máy chiến đấu trong đám nhân tài. Sao cô hài hước vậy? Học ở đâu hả? Học từ đâu chứ? Bị đánh từ nhỏ tới lớn nên biết thôi. Cô còn có lịch sử đẫm máu nữa. Hồi nhỏ là thủ lĩnh, bọn con trai thấy tôi là chạy, trèo tường leo cây, đánh nhau ẩu đả như cơm bữa. Chứ gì nữa, ai muốn ăn đòn cứ tìm chị Thụy. Chỗ này cách Nam Hoa bao xa? Khoảng 20 cây số. Gần vậy sao? Hay là chúng ta đi Nam Hoa một chuyến, tới nhà thăm cha mẹ cô? Cô xem, chúng ta có duyên như vậy, người làm chị này cũng nên có chút thành ý. Dù gì bây giờ cũng còn sớm mà. Thôi đi, nhà tôi chỉ có cha già thôi. Mấy năm trước mẹ tôi mất rồi. Quan hệ giữa tôi với ba tôi không tốt. Hễ gặp nhau là cãi. Quá lãng phí thời gian. Hay là trả xe đi, nợ người ta mấy ngày rồi. Cũng không nhanh được bao nhiêu. Tóm lại xe của cô sẽ trả cho cô không chút sức mẻ là được. Đi Nam Hoa đi. Được. Chị Tam đột nhiên muốn tới thăm nhà. Điều này khiến Hạ Hải Dung và Lý Quy trở tay không kịp. Họ không biết đội cảnh sát đã sắp xếp thỏa đáng rồi. Nhưng tình hình hiện tại, họ không có cơ hội gì gửi tình báo này ra. Anh Hắc đã kêu tài xế Cúc rồi. Tiểu Thụy à, thật ra anh Cường đó làm nghề gì? Anh Cường làm biên tập ở trong tòa soạn. Tôi đã tra tất cả tòa soạn ở Nam Hoa, không có người này. Không thể nào. Bao nhiêu năm rồi anh ấy luôn nói với tôi là biên tập ở tòa soạn lớn.
Cô nhìn đi. Phóng viên tờ báo nhỏ bị trợ lý ngôi sao đánh đập. Ý trời ơi, anh Cường được đó. Nè, tôi xem. Ngon thiệt nha. Anh Cường cũng lợi hại ghê ha. Trả chị nè. Tiểu Thụy à, bây giờ cô lấy được xe rồi, bước tiếp theo cô tính làm gì? Bán xe này, Triệu Vi Vi nói rồi, đây xem như là phí chạy giặt của tôi lần này. Tôi mua xe này, cô ra giá đi. Mua thật sao? Lúc bán xe này bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho cô bấy nhiêu. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chị Triệu, việc lo ổn thỏa rồi. Đám cho vay nặng lãi đã tìm tới dì của tôi. Chuyện gì chúng cũng dám làm. Tôi... dì tôi nuôi tôi từ nhỏ tới lớn. Đừng lo. Nợ bao nhiêu tiền? Hơn 2 triệu. 2 triệu. Họ nói rồi, nếu không trả được thì sẽ giết dì của tôi đó. Đừng báo cảnh sát, để tôi nghĩ cách. Chị Tam à, có chút chuyện tôi phải đi trước. Gặp rắc rối à? Không chừng tôi giúp được cô. Không cần phiền chị Tam nhọc lòng, chúng tôi phải về gấp. Đừng ngại, có gì cứ nói đi. Dừng xe. Mã Gia, anh tra thử, vừa rồi là ai gọi cho Giang Thụy vậy? Tổ chuyên án 723, điểm liên lạc tạm Hải Nguyên. Ở đây an toàn không? Yên tâm đi anh Dung. Đừng xem thường đám người của chị Tam. Rất có thể họ đã hack di động của chị. Ở đây không bị hack sao? Trong tòa nhà viễn thông này có gắn thiết bị tích hợp mạng. Rất nhiều công ty tài chính mở văn phòng ở đây. Bị chặn bởi hệ thống IQJ. Bên ngoài rất khó nhận được tín hiệu không dây và mạng trong này. Không nghe lén được. Ông chú già đâu? Anh ấy kêu tôi tới một mình. Mục tiêu nhỏ, có gì về tôi nhắn lại. Chị Tam không chừng là bà chủ của mạng lưới buôn ma túy ở Hải Nguyên. Ý của sếp là nếu chị Tam muốn giữ chị lại, chị cứ trực tiếp đi ngay. Càng từ chối càng khiến chị ta lơ là cảnh giác. Chính xác. Chị Tam, cuộc gọi đó là Triệu Vi Vi gọi. Hơn nữa Triệu Vi Vi đúng là có vay nặng lãi. Nhóc con đó đúng là không biết nặng nhẹ. Chị đã hứa trả 2 triệu giúp cô ta. Cô ta vẫn không muốn. Chị làm như vậy có đáng không? Cô nhóc đó vừa tới Hải Nguyên đã có thể khiến Hải Nguyên đảo lộn. Cũng có chút bản lĩnh đó. Nếu cô ta là nhân tài thật, chúng ta có thể dùng. Nếu là kẻ ngụy tạo, khiến cô ta biến mất. Chị muốn kéo cô ta nhập bọn. Cô ta có phong thái mà tôi thích. Nếu cô ta có thể làm việc cho tập đoàn Thiên Phương chúng ta, kiếm lợi nhuận cho chúng ta, vậy sẽ là ngỗng ông lễ ông. Chị muốn cô ta tự kiếm 2 triệu đó về sao? Lưỡng toàn cả hai.
Chiêu này quá hiểm đó. Có điều chẳng phải quá hời cho cô ta sao? Cô Giang, Mã Gia, chị Tam mời cô qua đó. Tôi có việc gấp ở Nam Hoa, bây giờ phải đi. Chị Tam mời cô lập tức qua đó, có việc quan trọng. Nếu không, sẽ không kêu tôi tới mời cô đâu. Hay là vậy đi, tôi đi rồi sẽ về ngay. Chỗ tôi cũng phải đi ngay. Mời cô Giang vào. Đây là phòng làm việc của chị Tam, ngồi đi. Cậu bạn trẻ, chúng ta vào trong uống trà nào. Uống nước đi. Thật ra lần đầu gặp cô, tôi đã có cảm giác như đã quen từ trước. Có lẽ là duyên phận từ kiếp trước đó. Chị Tam tin điều này sao? Có một số chuyện không tin không được đâu. Cứ như ông trời đã sắp đặt sẵn. Cô cứ ở lại giúp chị Tam đi. Chuyện tiền, tôi sẽ nghĩ cách giúp cô. Đây không phải là con số nhỏ. Không thể để chị Tam nhọc lòng được. Tôi có điều kiện mà. Chỉ cần cô quản lý tốt hộp đêm Thiên Phương, tiền này xem như là thù lao của cô. Trong thẻ này có 300.000, còn lại tính từng khoản cho cô. Triệu Vi Vi. Vậy đi chị Tam, tôi đồng ý. Cùng Quy Tía Lia trong chừng một năm giúp chị. Có điều tiền phải trả hết trong 3 lần. Bên này cần gấp. Dám kỳ kèo trả giá với tôi, cô là người đầu tiên đó. Có điều tôi rất thích. Đã thuê căn hộ chung cư rồi. Lát nữa Mã Gia đưa hai người qua đó, sắp xếp ổn thỏa, rồi bắt đầu đi làm. Cảm ơn chị Tam. Xem thử chị Tam sắp xếp chỗ ở cho hai người như thế nào. Vào đi. Ôi trời, căn này đẹp quá. Giống như cung điện vậy đó. Mã Gia, có thể trực tiếp vào ở luôn hả? 5 sao đó nha. Hai người là khách quý của chị Tam, phải sắp xếp cho tốt. Đúng không tiểu đới? Dạ đúng vậy Mã Gia. Hai người cứ xem đi, còn thiếu gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Ở đây tốt quá rồi Mã Gia. Yên tâm. Hai người có gì cứ đi đi, chúng tôi thu dọn được rồi. Được rồi. Vậy chúng tôi không làm phiền nữa. Đây là chìa khóa. Nhớ kỹ, có chuyện cứ gọi cho tôi. Cảm ơn Mã Gia. Tiểu đới, chúng ta đi thôi. Dạ được. Được rồi, được rồi. Tiểu Lý vào đi. Mã Gia, tạm biệt. Được rồi. Chị Thủy à, chị xem Mã Gia với chị Tam tốt với chúng ta quá. Cho chúng ta ở căn hộ đẹp như vậy. Tôi thấy anh muốn tiền phát điên lên rồi. Tôi không muốn tiền phát điên lên mới lạ đó. Cô xem, cả đời tôi chưa từng có ở căn hộ đẹp như vậy. Khó khăn lắm mới được ở một lát. Kích động một chút không được sao? Tôi còn chưa gọi cho chị Triệu. Đem hành lý vào phòng trước đi. Được. Chị Triệu à, tôi sẽ chuyển 600.000 vào thẻ cho chị ngay. Yên tâm đi. Chị Thủy à,
chúng ta sắp tới thời chuyển giận rồi đó. Đạt tới đỉnh cao của cuộc đời. Tôi thấy anh sắp điên cuồng đúng hơn. Anh tưởng bây giờ tiền dễ kiếm lắm hả? Hộp đêm không dễ quản đâu. Nếu không cẩn thận, tiền mất tật mang. Biết rồi. Chị Tam này, sao có thể xem trọng người chưa từng trải đời như cô ta? Tôi thấy không đơn giản như vậy. Mã Gia, chuẩn bị xong rồi chứ? Chị cứ việc chờ xem. Nhắm mắt lại đều ổn thỏa mà. Anh cẩn thận một chút. Con bé đó tinh ranh lắm. Chị Tam yên tâm đi. Lần này tôi sẽ cho cô ta liều thuốc mạnh. Hôm qua tổng cộng bán bao nhiêu thùng bia? 40. Còn hôm nay? Hôm nay đặt bao nhiêu thùng? 40. Còn dĩa trái cây? Chị Thủy à, hôm qua chúng ta tổng cộng bưng 35 dĩa trái cây lên. Chào chị Tam. Chị Tam, chị Tam tới thị sát công việc à? Tôi đi ngang, tiện thể qua thăm cô. Phải rồi, đã chuyển khoản tiền thứ nhất cho cô rồi đó. Nhận được rồi, mấy hôm nay bận quá, quên nói với chị. Mấy cô đi làm việc đi. Dạ. Có một chuyện cá nhân muốn nhờ cô giúp đỡ. Không biết là cô có chịu giúp không? Chị Tam cứ nói. Trước đây tôi có một người quen, mấy hôm trước cãi nhau, bỏ trốn rồi. Nên tôi muốn nhờ cô bắt hắn về. Tôi muốn kết thúc hắn. Có phương hướng không? Trước đây tôi nghe nói hắn thường xuyên đi câu lạc bộ Tiểu Kim Nhân ở Thành Nam. Đây là hình của hắn. Chuyện này quả thật tôi không tiện ra mặt, cho nên muốn nhờ cô. Thẻ hội viên của Tiểu Kim Nhân. Yên tâm đi chị Tam, cứ giao cho tôi. Anh Quy. Tôi đây. Tối nay có việc, anh giúp tôi coi chừng hộp đêm. Hôm nay anh khoảng khách VIP sẽ tới. Gần đây hình như bao diễn viên gì đó cứ đòi tổ chức trao giải Oscar gì đó trong phòng VIP. Anh chuẩn bị trước nha. Được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi nha. Cô nhớ chưa? Tôi nhớ rồi. Cô tìm ai? Chị Tam kêu tôi tới. Tiểu Kim Nhân. Người mới hả? Cô là ai? Tôi tìm A Dĩ. A Dĩ?
Cô là người của ai? Tôi là người của chị Tam. Chị Tam, người nhà. Đi thôi. Vào đi. Chị mới tới lần đầu hả? Chỗ chúng tôi rất thú vị. Lát nữa đưa chị đi xem thế nào là náo nhiệt. À phải rồi, xưng hô sao đây? Anh cũng dở trò với thẻ đen đó rồi à? Tất nhiên rồi. Di động, thẻ đen đều đem theo. Nếu có máy theo dõi vậy càng tốt. Chị Thụy, ngồi đi. Giới thiệu với mọi người, đây là bạn mới của đại ca, chị Thụy. Chào chị Thụy. Mọi người mời chị Thụy một ly đi. Nè, A Dĩ đâu? A Dĩ, A Dĩ đi lấy đồ cho chị rồi, lát nữa sẽ qua đây. Chị Thụy, tôi mời chị một ly. Chị Thụy à, tôi rót đầy cho chị nha. Chị Thụy, uống đi. Sao tôi nghe ra mấy tên lưu manh anh tìm về đều không đáng tin. Chị Tam, cô Giang là người luyện võ vô cùng khôn ngoan. Vậy những người xuất hiện trước mặt, cô ta cho là không đáng tin. Một khi cô ta khinh địch thì sẽ dễ lơ là cảnh giác. Mời chị Thủy đi. Mời chị Thủy. Chị Thủy, uống đi. Uống đi. Uống đi. Uống đi. Được, chị Thủy tử lượng khá lắm đó. Quẩy đi, quẩy đi. Đây là rượu gì? Rượu gì? Phim được dịch và rượu ngon tại phim TV. Lát nữa chị sẽ biết kích thích cỡ nào. Còn nhìn gì nữa? Mau đuổi theo. Mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy thoát. Alo, anh Khoảng, bạn gái của anh là diễn viên phải không? Anh Huy đừng nói linh tinh chứ. An Tịnh còn ngồi ở đây nè. Mới đây anh bao con nhỏ diễn viên hạng soàn đó phải không? Ai nói vậy? Anh Dung nói đó. Anh Dung, kêu anh Dung nghe điện thoại đi. Tôi muốn biết anh Dung nói gì. Không thấy anh Dung đâu hết. Không thấy anh Dung. Anh chờ đó nha. Nói đi. Đứng lại. Đừng chạy nha. Nói là anh bao một con nhỏ diễn viên nào đó còn mướn phòng riêng tổ chức lễ trao giải Oscar cho nó nữa. Nhưng nói xong thì chạy mất tiêu rồi. Vậy nghĩa là sao? Hải Dung gặp chuyện gì mà không tiện nói? Không tìm thấy định vị của Hải Dung, không có tín hiệu. Chị Thủy à, ra uống thêm vài ly đi chứ. Mở cửa ra đi. Lễ trao giải Oscar. Oscar, phòng riêng ở đâu có thể tổ chức trao giải Oscar? Phòng riêng ở đâu có thể tổ chức được Oscar? Vậy thì chỉ có hộp đêm với KTV thôi. Bây giờ cậu tìm hết tất cả hộp đêm, KTV, địa điểm giải trí trong phạm vi thành phố Hải Nguyên, xem chỗ nào có liên quan tới Oscar. Mau lên, đuổi theo cho tao. Không có chỗ nào tên là Oscar. Tiểu Kim Nhân coi như là có liên quan. Tiểu Kim Nhân, Oscar, Tiểu Kim Nhân, Oscar. Đúng là nó, câu lạc bộ Tiểu Kim Nhân. Được, bây giờ tôi qua đó. Được rồi anh Huy. Bây giờ chúng ta cùng đi, đừng đừng. Mọi người ở nhà canh chừng, tôi đi. Cẩn thận nha sếp, chú ý an toàn. Mau lên. Bên này.
Mày qua lục soát cho tao, tìm từng phòng một. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người ta yêu nhau sao? Tiếp tục. Tìm tiếp cho tao. Có thấy không? Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Sao hả? Có thấy không? Không thấy. Qua bên kia tìm tiếp, tìm từng phòng cho tao. Thủy, Mã Gia, đừng nói tôi khen anh. Bây giờ anh không chỉ là cao thủ hacker đơn giản đâu nha. Cũng nhờ tới chỗ chị ta mới có bản lĩnh như vậy thôi. Bác sĩ, chừng nào cô ấy mới tỉnh lại? Tôi còn muốn biết hơn anh. Sếp, sao anh lại tới đây? Lỡ chị Tam tới kiểm tra thì sao? Nguy hiểm lắm, mau đi đi. Tôi không yên tâm nên qua coi thử. Sao rồi? Bác sĩ nói không nghiêm trọng, nhưng cần thời gian để tỉnh. Được rồi, vậy chuyện tôi dặn anh nhất định phải nhớ. Yên tâm đi, đi đi. Được rồi. Nè nè, ngồi dậy trước đi. Từ từ thôi. Nè, từ từ thôi. Đỡ hơn chưa? Anh tới hồi nào vậy? Tối qua. Tối qua. Tối qua tôi nhìn thấy anh xong là không biết gì nữa. Anh đưa tôi tới đây hả?
Đúng rồi, tôi đưa cô tới đây. Anh Thụy à, lần này cô chạy thoát khỏi ổ ma túy đó đúng là kỳ tích. Lượng thuốc bọn chúng dùng khá lớn, nếu không kịp thời thải độc thì hậu quả khó tưởng tượng. Bác sĩ nói cô phải ở lại quan sát mấy ngày. Cô lo nghỉ ngơi cho khỏe đi. Xin lỗi nha, tôi không bảo vệ được cô. Đây có còn là Quy Tiếu Lia mà tôi quen biết không vậy? Lâu lắm mới có cơ hội tình cảm thì cô cắt ngang như vậy. Tôi rót nước cho cô.